ở quê đó người ta sống thiệt thà lắm. Có làm sao nói vậy người ơi, giống như con lần thầy xuống Bạc Liêu giảng vậy, thầy đi qua con đò, thầy đi tới cái chùa đó, con đò nhỏ thôi, thì hai bên Phật tử đứng xếp hàng đón thầy. Thầy vừa qua thầy đang đi chắp tay về Phật tử trang nghiêm đứng đón, tự nhiên thầy thấy có một cái bóng xuất hiện ngay trước mặt thầy. Bước ra thầy phải dừng lại, có một cái bác bự chụp cái tay thầy, thầy hết hồn, thầy phải lui lại một bước. Trời ơi, sợ chết chứ, tu chứ cũng sợ chết chứ, tại vì đang nhiếp tâm niệm Phật tự nhiên thấy có con đen xuất hiện ra, trộn sợ quá, tưởng năm Mai Siêu Phong xuất hiện. Thầy đứng lại, quý vị biết bác đó, bác nói trời ơi tôi coi trong tivi tôi thấy cái mặt ông bự chà bá. Quý vị biết thầy quê không có tưởng tượng được là thầy quê giữa cả ngàn Phật tử mà bà nó không kiêng không hề, bà nó tôi coi trong tivi tôi thấy cái mặt ông bự chà bá, mà cái chữ chà bá quý vị biết ở quê nói là cái chữ chà bá mà cái không có diễn tả được, tức là cái âm điệu của nó là nó quê chớt rồi. Ở quê người ta thiệt thà vậy, có làm sao nói vậy à? Theo lẽ mình ở thành phố không, trời ơi con nhìn thấy thầy gọn hơn ở trong phim, làm biết trong phim mập rồi, phim bự rồi. Nó mình lịch sự là mình nói vậy đó, chưa đâu có gì biết màn hai cảnh một thầy vô trong nữa kìa, con bà đó bà đang nấu cơm chạy đi ra xách cái đũa bếp nữa, đứng dựa vô cái vách tường, tại vì thầy chỉ tới đó có 5 phút xong lên giảng, giảng xong xuống về làm sao có thời gian để Phật tử tiếp cận. Bà chạy ra bà coi, bà nói mèn ơi trời ơi mình coi phim ông già khù của đế vậy. Thầy nó chọt thầy xuống, nó rớt giá, nó rớt đợp 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 xuống. Mà cái chữ già khù cú đế của bà nói mà thầy nghĩ tới chết thầy cũng không quên. Bà nói như nó xoáy vô trong đầu mình vậy. Ai ta cũng khen mình thầy trẻ quá, thầy dễ thương quá, tự nhiên tới bà này cho mình già khù cú đế. Quý vị nghe có chịu nổi không? Mà mới biết được là ở quê người ta rất là thiệt thà. Còn ở phố thị thì mình tiếp xúc với đời sống văn minh, mình không muốn làm người ta phiền, cho dù đó là một lời nói, phải không? Cho nên mình cứ tha hồ mà nói cho người ta vui, nói cho người ta thích, nói riết hình thành một thói quen, cuối cùng trở thành nói không chính xác. Chứ mình đừng nói người ta nói dốc, nói láo, nói xạo. Kìa đó, quý vị có xem cái tác phẩm Đậu Lâm Quốc Sư đó không? Đậu Lâm Quốc Sư trước cái tiền kiếp tức là một vị sư ông thư ký đó, mà cái vị thí chủ cúng dường mà tới gặp ổng, nó thấy ổng xấu quá mà sợ chạy, tại vì ổng viết chữ đẹp, ổng viết chữ đẹp quá đi, phải tìm tới cho bằng được, thì ổng biết ổng xấu, ổng dị tướng, tức là môi miệng gì nó lè ra mà đầu cổ u nần cục cục không mà gù nữa, cho nên là ổng trốn ổng không gặp. Mà cái cô thí chủ này nhất định phải gặp cho bằng được sư ông thư ký, tại vì thấy cái nét chữ đẹp cho nên mến, trời mến người qua nét bút, rảnh vậy đó, tới chừng gặp và bỏ chạy, bỏ luôn đôi guốc. Tức là chạy chạy xong mà hốt hoảng la ó cái trong chúng mới nói cái ông sư ông thư ký này nè, chỉ vì mấy đồng bạc cúng dường nhỏ mà xuất hiện làm gì để cho thí chủ người ta kinh tởm, người ta sợ hãi như vậy, người ta kinh bỉ, cho nên ông nghe ông buồn ông treo cổ ông chết. Thì lúc ông treo cổ đó thì cái vị phương trượng mới phát hiện ra, mới dạy cho ổng là xấu cái mặt nó không bằng xấu cái lòng, tại vì xấu cái lòng nó khó sửa lắm, còn xấu cái mặt có thể sửa được. Nó mà hồi xưa không có thẩm mỹ viện cho nên chỉ có lại Phật, xưng hiệu danh hiệu của Đức Phật đó, thì mỗi ngày mỗi đêm thành tâm cung kính lại Phật như vậy thì đời sau được quả báo trở thành Ngọc Lâm Quốc Sư có diện mạo khôi ngô tuấn tú đó. Rồi gặp lại cái cô thiên kim tiểu thư mà bỏ của chạy lấy người đó, xỉu đó, gặp lại ông này và thương ông này nữa nó, cho nên mới có được cái chuyện mà kỳ duyên tái thế cho chúng ta xem. Muốn biết rõ quý vị cứ tìm đọc tác phẩm Thoát Vòng Tục Luyện. Đó thầy giới thiệu sách luôn, mấy nhà sách thế nào cũng chia quê hồng cho thầy. Thì ở đây đó thầy xin nói thêm rộng như vậy để quý vị thấy được rằng mình mà khen ngợi được người khác, mà khen ngợi bằng cả sinh mạng của mình, lúc đó nó không còn ngã chấp, không còn mãn ngã nữa. Thì không còn mãn ngã thì cái lời khen ngợi đó mới phải là bằng chân thật tâm. Khen ngợi công đức của Phật để làm gì? Để mình biết cái ơn của Đức Phật mà mình cố gắng mình tu tập. Đức Phật cực khổ quá mà mới thành tựu được bao nhiêu công đức đó, với là bấy nhiêu kiếp đó mà chúng ta học theo đạo, mình nhớ ơn Phật để mình cố gắng tinh tấn mình tu tập. Phải không?
Đằng này mình không có biết ơn Phật, thầy nghĩ không biết ơn, mà có chuyện thì nhờ giả Phật, chỉ cần nải chuối thôi, vô là bắt đầu đặt điều kiện với Phật, ký hợp đồng liền. Phải không quý vị? Mà Phật mà không đáp ứng cho là Phật đó không có linh là thôi goodbye Phật luôn á, không đi chùa, không đi nữa đó. Hạnh nguyện thứ ba đó là quảng tu cúng dường. Quảng là rộng lớn, tu là tu tập, cúng dường là biểu thị cái tâm của chúng ta phát tâm bố thí cúng dường. Tức là cúng dường bằng một cái tâm không phân biệt, không vị kỷ và không có gì nghĩ về bản thân mình. Thì Bồ Tát Phổ Hiền nói với Thiện Tài Đồng Tử như thế này: lại này nữa thiện nam tử, rộng sấm đồ cúng dường là như thế này, bao nhiêu số vi trần trong khắp cõi Phật cùng hư không pháp giới mười phương ba đời, trong mỗi cực vi trần đều có chư Phật như số cực vi trần trong tất cả thế giới, nơi mỗi Đức Phật có vô số Bồ Tát vây quanh nhóm họp. Tôi dùng sức hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền mà khởi lòng tính giải rất sâu và hiện tiền tri kiến, đều đem đồ cúng dường thượng diệu mà cúng dường pháp hội của Phật, như là mây hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc của cõi trời, mây tàng lộng của cõi trời, mây y phục của cõi trời, các thứ hương trời, hương xo, hương đốt, hương bột, các thứ mây trên đây thải đều nhiều lớn như núi Tu Di, lại thắp các thứ đèn tô, đèn lạc, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di, dầu trong đèn như là nước của bể cả, đem các thứ đồ cúng dường như trên để thường cúng dường. Này thiện nam tử, trong tất cả các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Pháp cúng dường là tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, tâm không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, chẳng rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Đó, quý vị thấy không? Không phải là cúng dường tiền bạc, hoa quả, nhang đèn không đâu, mà là phát tâm tu tập để cúng dường. Có ai phát tâm tu để cúng dường không? Không. Vô lại sám hối chút xíu thôi, khấn đủ thứ chuyện trên đời. Đó, mong giải thoát nghiệp chướng nữa kìa, chứ không phải ghê đâu. Thiện nam tử, như vô lượng công đức của sự cúng dường trước kia sánh với một niệm công đức của pháp cúng dường, thời không bằng được 1%, không bằng được 1/1000, không bằng 1/100000, câu chi na do tha, 1/kala, 1/toán, 1/số, 1/dụ cũng chẳng bằng 1/upanisada. Vì sao? Vì các đức Như Lai tôn trọng chánh pháp, vì theo đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì sanh ra các đức Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành pháp cúng dường thì trọn nên sự cúng dường Phật. Tu hành như vậy mới thật là cúng dường, nên pháp cúng dường là sự cúng dường rất rộng lớn hơn tất cả. Cõi hư không cùng tận, cõi chúng sanh cùng tận, nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận. Sự cúng dường của tôi mới cùng tận, nhưng cõi hư không cho đến phiền não chẳng cùng tận, nên sự cúng dường của tôi cũng không cùng tận. Niệm niệm nói tiếp nhau luôn không hở, thân khẩu ý nghiệp không hề nhàm mỏi. Quý vị thấy Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện cúng dường là cúng dường tất cả các thứ hương hoa hoặc là những gì mình có, mình cúng dường. Nhưng mà tất cả những thứ cúng dường đó không quan trọng bằng cúng dường pháp. Cúng dường pháp là thế nào? Cúng dường pháp thầy xin phép được nhắc lại trong đoạn kinh văn này. Cúng dường pháp tức là tu hành đúng theo lời Phật để cúng dường, làm lợi ích chúng sanh để cúng dường, chịu khổ thay thế chúng sanh để cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng năng tu tập căn lành để cúng dường, không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường, không rời tâm Bồ Đề để cúng dường. Cái cúng dường ở đây quý vị thấy bằng chính sự nỗ lực tu tập của mình. Cho nên người xuất gia đó, ở đây thầy chỉ nói trong cái phạm vi của người xuất gia, là luôn phát tâm tu tập để đền ơn đức của Phật, tinh su nghĩa lý truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Tức là phải tìm tòi nghĩa lý trong kinh điển để mình thực hành, để tu tập.
rồi xong rồi mình trình bày lại cho người khác cũng phát tâm và hiểu thấu đạo đó để cùng tu tập với mình, đó mới là cúng dường chân chánh với Đức Phật. Đằng này mình cúng dường không có, thấy người khác cúng dường còn nói nữa, thôi cúng chi, chùa đó giờ nó giàu cúng chi, phải không quý vị? Thầy nghe mà đích thân thầy nghe, trời bà đi chùa đó làm gì, họ đó nghèo dễ thương chứ giờ giàu lên cái ổng chảnh á, bà đi tới đó làm gì, bà dư tiền quá bà đưa tôi dẫn bà đi tới mấy chùa nghèo nè bà cúng. Chùa có chùa nghèo chùa giàu có không? Có, tức là chùa nó không có đủ phương tiện, có chùa có đủ phương tiện. Nhưng mà quý vị biết thật ra có đủ phương tiện hay không có đủ phương tiện, tất cả đều do chiêu cảm cái phước báo. Thầy thấy có nhiều chùa ở trong Sài Gòn này không có gạo ăn nè, chứ đừng có nói, nhiều chùa ở giữa thành phố nè, giữa trong lòng của bao nhiêu Phật tử đi làm từ thiện khắp nơi trên toàn quốc đó, vậy mà có chùa không có gạo ăn. Thì mình biết ngay cái phước báo nó chiêu cảm nó không có. Chỉ tu huệ thôi, không tu phước thì đâu có được. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một cái ông trưởng giả đó, câu chuyện này được chép ở trong tùy trong kinh Luật Vị Tướng. Cái ông trưởng giả đó, ông giàu có vô cùng mà ông keo kiệt, thì Đức Phật mới dạy tôn giả Xá Lợi Phất tới để quá độ cho ổng. Thì tôn giả Xá Lợi Phất đi tới dạy cho ổng, ông nói rồi xong là thôi đi đi, tôi không có cúng dường đâu. Ông nói không cúng dường. Tôn giả Xá Lợi Phất nói trời ơi, cái ông này mình tới mình khai thị cho ông đã không, ông không phát tâm bố thí cúng dường gì hết, tức là tâm ông bỏng sẻn vậy đó. Tôn giả Xá Lợi Phất về thưa Đức Phật, Đức Phật mới dạy tôn giả Một Kiền Liên. Tôn giả Một Kiền Liên mới dùng thần thông bay tới lộn nhào phun nước xịt khói đồ làm đủ thứ cho các ông, nói xong chưa, dở trò cho tôi coi chứ tôi không có cúng dường đâu nghe. Ngày Một Kiền Liên cuối cùng cũng phải đi về, cũng phải đi về, nghe kể cũng vui. Thật ra đọc cái chuyện này cũng vui lắm. Ông nói thẳng à, ông bày mấy cái trò này để làm gì, tôi không có cúng dường đâu, tôi nói trước cho ông á, ông làm cho tôi coi chơi tao chứ tôi không có cúng dường. Cái đi về cuối cùng đích thân Đức Phật tới. Khi Đức Phật đi tới, ổng ra ổng đón tiếp Đức Phật, ổng đảnh lễ. Ổng nói con đón tiếp Đức Phật thôi chứ con không có cúng dường, nào nói trước. Cái câu nào nói trước thì thêm vô. Thì cái ông này ổng gặp Đức Phật, ổng cũng vậy luôn, ổng từ chối thẳng luôn. Ổng nói con rất là vui, rất là mừng khi được đón tiếp Đức Thế Tôn, nhưng mà cúng dường là không hề nha. Nào nói trước, mất lòng trước nhưng mà đặng lòng sao. Đức Phật mới nói ông không bố thí được cái chuyện lớn thì ông bố thí chuyện nhỏ, tức là không đại thí được thì tiểu thí. Ông nói dạ không, tiểu thí con cũng không làm được, Đức Thế Tôn đừng có nói gì nữa hết á. Một chút xíu con cũng không có cho nữa, con không có bao giờ con cho, vì tài sản là sinh mạng của con. Đức Phật nói không, tôi có 5 điều này tôi muốn nói với ông, ông có thể làm được không? Ông nói làm gì cũng được, miễn sao con đừng tốn tiền. Đức Phật nói được rồi, thứ nhất là ông không được sát sanh. Ông nói được, ok, không tốn tiền. Tại vì con chỉ ngồi nhà thôi à, con đâu cần làm gì đâu, cần giết kiến, giết ruồi, giết muỗi đâu cần gì đâu. Không có sát sanh, tiền con không tốn, chấp nhận liền. Đức Phật đồng ý. Rồi ông hỏi còn điều thứ hai là như thế nào, có tốn tiền không? Đức Phật nói không, điều thứ hai là ông giữ cũng không có tốn một đồng xu nào. Tức là không được trộm cắp. Ông nói trời ơi, hiểu liền, không trộm cắp không tốn tiền. Tại vì đâu có tốn tiền ra đi mua trộm cắp hoặc là làm này làm kia đâu à. Cho nên ông chịu liền. Cứ như thế Đức Phật lần lượt nói 5 giới, ông này nhận lãnh hết 5 giới. Đức Phật nói ông mà tuân thủ 5 điều này, đó chính là ông làm cái việc đại 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 bố thí. Trong bộ ông nghĩ ông Phật này không biết làm sao, mình không có đem cho đồng xu nào cho ổng, ổng nói mình đại 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 bố thí là gì, mình không mẻ một cắt bạc nữa. Trời ơi, không biết ông Phật nào ông dạy mình vậy nó có đúng hay không nữa. Ông về ông suy nghĩ, ông tư duy về 5 cái điều đó. Và cuối cùng quý vị biết ông ngộ được 5 điều, ông phát niềm tin chân chánh kiên cố chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Bố thí đó, nhiều khi chúng ta còn để ý. Thầy nói thiệt, chúng ta nhất định là phải để ý thôi. Bây giờ đi thập tự nè, quý vị đi thập tự đầu năm, đi 10 chùa phải không? Nhưng mà tới chùa sư phụ mình phải cúng khá hơn chút, phải không? Cái đó phải phân biệt bố thí không? Đó, bây giờ 3-4 đứa nó cùng nghèo khổ nhau, mình giúp mà đứa nào mà nó nịnh mình, nó ngọt ngọt, nhỏ này dễ thương cho mày 10 ngàn, thằng này mà nói chuyện như muối cho mày 5 ngàn, bấm nút biến con.
phải không? Tức là cái sự phân biệt nó có, bố thí bình thường thôi. Ở đây Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta quảng tu cúng dường, tức là phát tâm tu tập giáo pháp của Đức Phật, đó mới được gọi là cúng dường. Cúng dường pháp mà giữ tâm bồ đề không lui sụt, mình thường tu tập như vậy bằng cả thân khẩu ý thanh tịnh, không hở ra như là hơi thở của mình liên tục, tất cả các cõi Phật ở trong cảnh giới này hay cảnh giới khác, nhiều như hạt bụi nhỏ, mình đều học hết tất cả những giáo pháp đó và tu tập tha thiết thành kính, đó chính là trân trọng giáo pháp của Đức Phật, gọi là cúng dường. Đó, quý vị nhiều khi mình quên tu tập mà mình tu tướng thì nhiều hơn, mặc áo tràng cho đẹp cho ngon rồi nó kia túm lại cho nó gọn đi vô lại Phật tụng kinh, buông ra chửi chồng không sót một câu. Còn mấy anh đó, thầy thấy có mấy anh đi tới chùa thầy, trời ơi quý vị biết thật sự thầy nể ghê, mới tới chùa thầy ngồi thiền. Nói như ngày hôm qua có cái ông đó ngồi thiền trời ơi, ngồi mà nghe ngồi sáng là 3:30 mấy thầy thức dậy công phu là thấy ảnh ngồi từ đời nào rồi nha. Mấy thầy công phu xuống một tiếng mấy đồng hồ ảnh cũng ngồi, thầy vô làm việc xong tới 5:30 ra chấp tác quét sân thầy ra, thầy thấy ổng cũng còn ngồi thiền ở chỗ tu quá. Nhưng mà trước khi ông dẫn xe đi về, thầy thấy ông gọi điện thoại, ông nói chuyện với các người nào toàn là muối không có đường. Ông nói chuyện mà hụt hặc, mà nó dục chạc, mà nó đi trên đất cài mà nói chuyện. Thầy nói trời ơi, ai mà nghe chắc cũng nổ lỗ tai, mới sáng sớm mà mày điếc hả? Tao đang ở chùa đây mà tao nói mày không nghe, mày nói hoài không nghe, mà nói cái mặt mày của ông hàm móng mà tai thì kẹp với thuốc hút nữa chứ trời. Tới chuyện nói xong có quay lại gặp thầy, dạ con xin lỗi thầy, mấy đứa này nó làm con sân si quá. Mà không biết đứa nào mà mới ngồi thiền xong á, chứng tỏ không có dính gì tới thiền hết này, chứ còn thiền đăng là thằng điên á. Ổng mới ngồi thiền đó mà mình mới thấy là nó không có dính gì tới tu tập hết, phải không? Phải không quý vị? Cho nên sự phát tâm tu tập giáo pháp của Đức Phật, đó mới là biểu thị sự cúng dường trơn tránh nhất của chúng ta, mà là cúng dường khắp cả pháp giới. Vì duy trì pháp có nghĩa là duy trì viền mối của giải thoát. Quý vị đồng ý không? Khỏi cần nói nhiều, miễn làm sao bà tu cho tốt đi, tự nhiên tôi nhìn thấy tôi bắt chước theo bà tu kiểu gì cái miệng bà lách chách từ sáng tới tối, ông tu cái gì buông ra nha, quán nào đèn chớp chớp cái ông nhào vô. Nó có cái chuyện đó, chị nói con không tưởng tượng được, chồng con khóa tu Phật thất nào cũng đi, mà về mà buông khóa tu ra là về nhà là ổng quậy cá độ đá banh, rồi xong bạn bè rủ đi nhậu nhẹt xong cái lên sám hối, bữa nay con phạm giới. Nó cái bà mới nói ông được khỏi sám hối, tại ông không còn giới nào mà để giữ nữa hết á, giới nào ông cũng phạm ông sám hối làm gì. Thì cái anh này anh còn nói áo dơ phải giặt lại chứ mình, trời ơi bà nó khỏi mình đầu gì á, ông là nguyên một thùng nước sơn đen rồi. Hai vợ chồng nói chuyện mà thầy nghe thầy mắc cười lắm, tức là ông nói thì vẫn còn hơn, tức là mình có cái tâm sám hối vẫn còn hơn là mình liều mình bỏ luôn đó. Thì bà nói bà ông khỏi sám hối có Phật nào chứng ông, tại ông là quỷ ông tu cái gì. Theo quý vị thì cái chuyện này chỉ nói vậy đúng không? Không đúng. Thì lúc nào ông quỷ là quỷ, rồi lúc nào ông tu mình phải ghi nhận phải không? Tự nhiên cái thấy mấy cái lỗi của ông cái cho ông là quỷ hết, cho nguyên thùng sơn đen. Trời, ít nhất nó cũng có vài chấm trắng chứ. Phát nguyện thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Quý vị thấy nè, Bồ Tát Phổ Hiền còn phát nguyện sám hối nghiệp chướng. Đó là hạnh nguyện thứ tư. Lại thế này nữa, thiện nam tử nói sám hối nghiệp chướng là như vậy. Bồ Tát tự nghĩ rằng tôi từ vô thị kiếp quá khứ, do lòng tham lam, giận dỗi, ngu si, khiến cho thân khẩu ý tạo vô lượng vô biên ác nghiệp. Nếu các ác nghiệp này mà có hình tướng thì khắp cả hư không cũng không thể chứa đựng cho hết được. Nay tôi đem trọn cả ba nghiệp trong sạch đối trước các Đức Phật và chúng Bồ Tát khắp cực di trần cõi nước trong pháp giới, thành tâm sám hối, về sau không tái phạm nữa, thường an trụ nơi giới pháp trong sạch đủ công đức lành,
Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, thì sự sám hối của tôi mới cùng tận. Nhưng hư không giới cho đến chúng sanh phiền não chẳng cùng tận, nên sự sám hối của tôi đây cũng không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, thân khẩu ý ba nghiệp không hề mỗi nhàm. Đó là Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện sám hối nghiệp chướng của mình. Mà sám hối ở đây là sám hối tất cả các ác nghiệp, vì Ngài nhận ra được rằng ác nghiệp nếu như có hình tướng thì khắp cả hư không này cũng không thể dung chứa được ác nghiệp của Ngài đã tạo ra. Quý vị nghĩ Bồ Tát mà còn nghiệp vậy huống chi mình. Bây giờ lâu lâu mình nằm mình gác tay anh tráng mình coi mình có bao nhiêu cái ác nghiệp. Quý vị phải trung thực rồi nha, phải trung thực khai báo tội lỗi của mình. Một ngày tập làm như vậy, khi mà quý vị xong hết công việc, thầy nghĩ á, xong hết công việc mình tắm rửa rồi đó, mình nên lại Phật. Lại Phật thì mình mới tự quán chiếu lại tất cả những gì mà chúng ta đã làm trong một ngày. Thì những cái gì tốt thì cho là thiện nghiệp, những cái gì chưa tốt chúng ta cho là ác nghiệp. Quý vị tập làm như vậy đi, để làm cái gì? Để mình thấy được là mình là ở trung bình hay là mình dưới trung bình, giữa cái thiện và cái ác, cán cân nó lệch về hướng nào. Hồi xưa thầy cũng tập làm đó, quý vị biết đó, khôn lắm, mấy cái chuyện xấu mình làm bộ quên. Nhớ nghe, nhớ nhưng mà không bỏ cục sỏi vô qua bên đó. Tại vì mình cho rằng đó là chuyện nhỏ. Thí dụ như mình nghe ai nói một câu gì mình không hài lòng, mặc dù trong bụng mình tức, mình bực mình, mặt thấy ghét, mặt như chú chiên mà đặt làm duyên làm dáng, cái đó cũng là ác nghiệp. Tức là cái tâm mình khởi lên cái tâm ác, tâm xấu, tuy rằng không hại ai, không hại mình, không hại người, nhưng mà tâm đó là tâm không phải thánh thiện. Mình ngó lơ, mình làm bộ mình ngó lơ đi, mình cho nó một cái lý do đơn giản hơn là cái này tội nhỏ quá, cái nghiệp này nhỏ quá cho nên mình bỏ. Cuối cùng mình vẫn cán cân nghiêng về phía thiện. Trời, mình tu mình cũng khoái chí, trời, ít ra cũng được như vậy. Nhưng công tâm là quý vị biết cái thiện nó ít lắm. Vì khi lên tụng kinh, xin lỗi, ngồi đứng để tụng kinh nè, tụng kinh không sót một chữ, nhưng mà trong bụng mình nghĩ chuyện gì có Phật biết chứ ai biết. Thì quý vị biết mình là thường nghĩ chuyện gì? Toàn là những cái chuyện thích ăn, thích ngủ, thích mặc, thích người khác nịnh mình, thích người khác khen mình. Mặc dù mình không có đẹp mà ta khen đẹp mình cũng khoái. Sám hối nghiệp chướng để làm gì? Để thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Mà nghiệp chúng ta đã gây, đã tạo từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, quý vị nghĩ mình sám hối nửa tháng một lần vậy đủ không? Không, không có thấm thía gì đâu. Thầy nghĩ xin lỗi, cũng ra khỏi cổng chùa kìa, con mình mà nó đón trễ cái mình trợn tròng trợn trắng lên, mà đi đâu tới giờ này muốn biến luôn đi. Lúc đó con nó chỉ biết chắp tay là thôi mẹ đừng đi chùa nữa, mẹ đi chùa mẹ dữ quá. Sự tu tập của chúng ta nó không có tương xứng. Cho nên Bồ Tát còn sám hối nghiệp chướng thì mình là cái gì mình không sám hối. Cho nên ý thức của sám hối nghiệp chướng đây là muốn nói về sự khách quan nhìn lại việc làm của mình, nhìn lại hành động và lời nói của mình. Nếu có chiều hướng bất thiện, chúng ta phải lập tức thay đổi ngay. Thay đổi nó từ xấu thành tốt, từ nhiễm ô thành thanh tịnh. Quá trình đó gọi là tu tập. Mà chúng ta phải ăn năn hối cải tất cả những điều sai lầm mình đã làm. Cái đó gọi là sám hối. Cho nên thiền môn xưa đó, mỗi ngày là mỗi sám hối, chứ không phải đợi tới là sóc giọng hai kỳ trong tháng mà chúng ta đi tới sám hối đâu. Mà mỗi ngày mỗi sám hối. Tại vì sao? Tại vì mỗi ngày mỗi tạo nghiệp thì phải sám hối, chứ đâu có gì đâu. Chuyện nó bình thường mà ít ai chịu sám hối lắm. Pháp môn sám hối rất là quan trọng, mà Bồ Tát còn sám hối, còn mình là Bồ Tọt mong là mình không sám hối, là cái như là mình chết á. Phải sám hối. Mà sám hối ở đây quý vị không cần phải hình thức nhiều, ngay tại gia chúng ta vẫn thể sám hối được. Trước bằng Phật đó, quét dọn sạch sẽ, chúng ta chí thành thắp nhang và chúng ta bày tỏ cái lòng của mình, cầu Đức Phật chứng minh con Bành Thị Lẹm hôm nay chửi chồng 3 câu, đá con 2 cái đó. Mình cứ khai hết cho Đức Phật nghe. Mình cứ nói hết tất cả lỗi lầm của mình. Phải nói thiệt nha, không có nói dối à. Đừng có bao giờ cúi qua giống như thầy ở đó. Thầy tự cúi qua đó.
mình cho lỗi nhỏ mình cúi qua đằng này không, mình phải khách quan, mình kể hết rồi mình tính sổ với Phật đó. Rồi bữa nay con xin thành tâm sám hối và con phát nguyện không tái phạm. Điều quan trọng là không tái phạm. Sám hối là phát lộ, gồm có hai phần: một là phát lộ, hai là phát nguyện. Phát lộ là dạch bài ra hết tất cả những tội lỗi của mình đã làm, cho dù vô tình chúng ta cũng phải phát lộ. Quý vị biết nhân vô tình sẽ đưa đến quả vô tình, không có thể nào mà tránh khỏi. Quý vị nhớ cách đây mười mấy năm có cái cô gì mà ở chỗ kinh Tàu Hủ mà nhảy lầu tự tử mà đè cái ông bán dừa với chết, nhớ không? Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Trời ơi, bà này bà rảnh ghê, bà từ lầu 4 bà hay ra, bà tự tử, bà nhảy xuống, bà chết mà cho giải thoát cuộc đời. Tự nhiên ông kia chèo ghe tới tủng tẳng đè ổng chết ngắt, bà gãy giò. Cái người muốn chết thì không chết, còn cái ông kia tự nhiên sớm không bơi tới, muộn không bơi tới, bơi ngay lúc bà này bà rớt xuống cái chúng bà, ông gãy cổ không chết. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Ủa sao mau quên vậy? Đó. Là cái đó là do cái gì? Nhân vô tình đưa tới quả vô tình. Là cái ông này chắc đời trước ông cũng nhảy lầu tự tử, hay là ông làm gì trúng cái bà này bà chết, cho nên đời này bà cũng tà lẹt bà nhảy nhầm lúc ông bơi xuồng tới đè ông chết, gãy cổ chết. Nhân quả không xê dịch, quý vị phải nhớ điều này. Không thể nào nó lạc đi đâu. Thì có những tội do vô tình chúng ta gây ra, chúng ta làm ra, chúng ta cũng phải sám hối cái tội đó. Cái vô tình nó sẽ đưa tới cái quả vô tình, dù không có tội nhưng mà nó sẽ đưa tới cái quả vô tình. Chuyện nó không thể nào mà tránh đi đâu được hết. Mà thầy thấy ít có vô tình lắm, cố ý rõ ràng. Đó. Giống như cái cô đó vậy đó, bà ghét cái người con dâu á, là bà nghĩ cái người con dâu này vô nhà hốt của bà có thằng con trai một thôi. Nó mà bà không có chịu cái cô này, mà cái thằng con trai thì nó thương cho nhất định là nó chịu cưới, rồi bà phải cưới cho nó. Cho nên bà hạch hẹ đủ thứ mà nghe, bà bắt người ta làm dâu. Quý vị nghĩ coi, người ta đang đi làm á, bà không cho đi làm, ở nhà làm dâu, cơm dâng nước rót cho bà, làm đủ thứ cho bà còn chưa vừa lòng nấu ăn, cái bà lén bà bỏ muối vô cho nó mặn. Rồi bà ngồi đó bà khóc, bà nói rồi ơi, nó nói như thế này thì nó giết chết già này rồi. Ác quá, bà lén bỏ muối vô. Rồi cái người con trai về đó nếm thử cũng thấy mặn, cho nên cái người vợ cũng không biết phải nói làm sao, chỉ có biết khóc thôi, chứ biết nói cái gì bây giờ, thì trước mắt nó mặn. Thì người vợ nói thì em lỡ tay thôi, để muối nhiều quá. Nhưng mà thực sự là bả bỏ muối vô. Sau này bả phát nguyện sám hối, bả nói cho thầy nghe, thầy mới biết. Thầy nói trời ơi, bả ác vậy à. Bả nói không có thầy, tại hồi đó con ghét nó quá đi. Thầy nói làm gì ghét? Bả nói tại vì nó là một cái con bé nhà quê, không có học, mà con bả làm bác sĩ, cho nên là bả không chấp nhận cái chuyện đó. Mà quý vị biết á, nó cũng có một cái éo le ghê lắm. Tức là cái anh chàng bác sĩ này đi tới nhà một người bạn chơi, và thương cái cô này là cái cô giúp việc cho cái nhà của người bạn. Anh chỉ cần cứ người vợ nết na, chứ anh không cần người vợ giàu có học thức đẹp đẽ gì hết. Anh còn nói vợ đẹp vợ người ta đó. Cho nên là anh mới cưới thì nhà cái cha mẹ đâu có đồng ý, tại vì nó không có môn đăng hộ đối. Áp lực dữ lắm, cho nên cuối cùng mới làm đám cưới có thành kiến. Mà cái người vợ này phải nói là rất là khéo léo, rất là giỏi trong cái việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng, mà nấu ăn mà có một cọng tóc thôi bà hất luôn cả mâm cơm. Mà quý vị biết á, cái người con trai là không dám nói đó, nói là bà giận, bà hờn, bà bỏ cơm, bà phải đi năn nỉ bà. Tới khi bà sám hối thầy mới nói bà tại sao lúc đó ác vậy. Bà nói không biết sao lúc đó bà vô minh lắm, bà ác lắm, bây giờ bà hối hận. Rồi bà giao hết tài sản lại cho con dâu của bà, tại vì bà thấy thương nữa. Bà nói kiểu gì nó chỉ đứng nó khóc thôi, không trả lời, không trả vốn, không gì hết, mà chỉ nói xin lỗi mẹ. Bà nói còn cái thằng con nói ba câu là nó có trả lời lại một câu rồi, con đẻ nó ra đó mà nó trả lời. Thì nó phải rồi, phận làm dâu thì phải khép mình ra giống như bác hồi xưa vậy. Để làm dâu dám hó hé không? Xin lỗi chứ mẹ chồng không sợ, chứ sợ mấy cái mụ cô bên chồng. Phải không quý vị? Trời mưa ướt lá đài bi, con mẹ mẹ xót xót gì con dâu. Đó, thương con mình thôi, con mình là vàng là bạc, là rồng là phượng, còn con người ta là rác là rau.
là dịch là gà hết. Cho nên sám hối nghiệp chướng ở đây là chúng ta phải thành thật đối với tất cả những điều chúng ta gây tạo và đem cái tâm đó phát nguyện trước Đức Phật. Khi dạch bài ra hết gọi là phát lộ và phát nguyện không tái phạm trở lại, nó mới hội đủ ý nghĩa của sám hối nghiệp chướng. Điều thứ năm là tùy hỷ công đức. Hạnh nguyện thứ năm, Bồ Tát Phổ Hiền nói với lại thiện tài đồng tử: lại này thiện nam tử, nói tùy hỷ công đức là thế này, bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả cõi Phật khắp hư không pháp giới mười phương ba đời, từ khi mới phát tâm vì muốn chứng nhất thiết trí mà siêng tu cõi phước, chẳng tiếc thân mạng trải qua vô số kiếp, như số cực vi trần trong bất khả thuyết cõi Phật, mỗi kiếp đều thí xả đầu mắt tai chân vân vân, nhiều như số cực vi trong bất khả thuyết cõi Phật, làm tất cả những hạnh khó làm như vậy, đầy đủ các môn ba la mật chứng nhập các trí địa của Bồ Tát. Trọn nên quả vô thượng bồ đề của chư Phật cho đến nhập niết bàn phân chia xá lợi, bao nhiêu căn lành ấy tôi đều tùy hỷ cả. Đến các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới kia, có bao nhiêu công đức dầu nhỏ như một mải bụi tôi đều tùy hỷ. Mười phương ba đời tất cả các vị thinh văn bích chi Phật hữu học và vô học, có bao nhiêu công đức tôi đều tùy hỷ. Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát tu hạnh cần khổ khó làm, chí cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề, công đức rộng lớn tôi đều tùy hỷ. Như vậy hư không giới cùng tận, chúng sanh giới cùng tận, chúng sanh nghiệp cùng tận, chúng sanh phiền não cùng tận, sự tùy hỷ ở đây của tôi không có cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở, ba nghiệp thân khẩu ý không hề mỏi nhàm. Kính thưa đại chúng, tùy hỷ công đức ở đây có nghĩa là vui theo các công đức của người khác làm, mà đây công đức của các đức Phật và các vị Bồ Tát. Như vậy quý vị có biết ai là Bồ Tát, ai là Phật ở bên cạnh mình không? Khó phân biệt lắm phải không? Nhưng mà một điều chắc chắn rằng ai cũng sẽ là Bồ Tát, cũng sẽ là Phật ở trong tương lai. Tùy hỷ công đức ở đây quý vị biết nó khó lắm chứ không phải nó đơn giản đâu nha. Thí dụ mình không đi chùa, mình thấy người khác đi chùa, ban đầu mình vui, nhưng mà sao mình không thích cái ngôi chùa đó. Có khi chúng ta cũng không ưa cái người bạn này đi cái ngôi chùa đó, mà mình thích đi ngôi chùa này thì mình cũng muốn cái người bạn nó đi ngôi chùa này với mình. Mình không có tâm tùy hỷ. Hoặc là người ta bố thí, mình là chặn lại, mình bàn, không biết họ gì mà tới chừng đi làm công chuyện là đổi qua họ Bùi hết. Bùi thì lan, bàn thì lui. Tức là bàn lui hết. Mình không có cái tâm tùy hỷ. Tùy hỷ đây tức là vui theo cái sự thành tựu của người khác. Quý vị làm được không? Khó lắm. Phải thấy cái nhà của mình vậy, tự nhiên cái nhà kia tới nó cất cao hơn nhà mình, là ở đây mình muốn ngó qua rồi. Ngó qua coi nó là ai. Mà không biết tao ở đây lâu năm hả con? Tâm lý con người của chúng ta luôn hướng tới sự hơn thua và hướng về danh dị. Tức là mình phải muốn mình hơn, hoặc giả là ý kiến của mình là đúng, hoặc giả là tất cả những suy nghĩ, những quan điểm của mình là nó hợp lý, hợp thời. Cho nên mình ít khi nào chấp nhận được những gì của người khác, đặc biệt là những công đức của người khác làm được. Mình không có tâm tùy hỷ. Quý vị biết mình không có của, nhưng mà khi thực sự mình phát cái lòng của mình vui theo với lại cái công đức của người khác làm được, công đức của mình cũng bằng. Mà nó có tiền mình đóng góp, thôi chị đưa tôi đi, tôi đem tới đó cho chị, tôi đã không có xe máy, tôi đi xe đạp, tôi đem tới cho chị, tôi đi xe buýt, tôi đem tới cái chùa đó, cái đó. Rồi mình còn có thể dành thời gian mình đem tới cho cái người mà tận tay cái người đó nữa kìa. Cái đó cái tùy hỷ công đức nó rất là lớn. Mình vui theo với lại cái thành tựu của người khác. Mình là ít lắm, cái sạp kế bên nó bán đắt là bên đây là mình cảm thấy khó chịu rồi, phải không? Mình không tùy hỷ,
nhỏ này nói chuyện vô duyên cọc lóc vậy mà không biết sao nó bán, bắt đầu lấy giấy leo quẹt ra đốt, đốt rồi đi vòng vòng rồi nhảy qua nhảy lại, cái đó kêu đốt cái gì, trời đốt xả xui, đốt xả xui. Mà quý vị đốt vậy nó có hết xui không? Tự nhiên đốt rồi còn nhảy qua nhảy lại rồi lành đến dữ đi rồi này kia. Làm mấy cái đó là nó, thầy thấy hoài, thầy đi dọc đường thầy thấy có cái bà bán chuối chiên bà cũng đốt nữa. Trời ơi, thầy nó làm giàu làm có gì cái chảo chuối chiên đó mà cũng đốt. Bán ế quá không biết làm gì, ngồi buồn quá, đọc báo xong xé báo đốt chơi. Cái tâm tùy hỷ của mình nó nhỏ, cho nên thấy được sự thành công của người khác, thấy được cái thành tựu người khác chúng ta ít có vui. Khi mình phát tâm vui theo cái thành tựu của người khác, đảm bảo quý vị được an lạc ngay đó. Vì sao? Vì mình không còn chấp ngã nữa. Khi tâm của chúng ta không còn sự đối đãi giữa mình với cảnh vật hoặc là mình với đối tượng khác, tâm mình nó không có dấy lên một cái phiền não nào hết, phải không? Mình không còn bực bội, mình không còn khó chịu, thì lúc đó có phải đó là tâm thanh tịnh không? Tâm thanh tịnh, cõi nước chúng ta ở thanh tịnh, đó chính là cực lạc. Tâm tịnh quốc độ tịnh. Tinh thần của người tu tịnh độ là vậy đó. Tức là chúng ta xây dựng cõi cực lạc tại nhân gian này, ngay đời sống thường nhật của mình. Mà cách hay nhất đó là tùy hỷ. Thấy người khác học giỏi hơn, mình cũng vui. Thầy nhớ hồi đó thầy đi học, có ai mà lớn điểm hơn thầy là thầy ghét. Thầy ghét cái mặt thằng đó lắm. Thầy phải coi cái bài đó, thầy bắt, thầy đưa cho thầy coi mà. Đưa cho coi, thầy coi coi tại sao thầy giáo chấm nó hơn điểm thầy. Nhất định là thầy phải tìm cho ra được lý do vì sao. Cho nên cái tâm tùy hỷ công đức này chính là pháp môn tu để diệt trừ ngã chấp. Bồ Tát muốn nuôi lớn lòng từ, trải dài tâm mình trên nỗi khổ đau của thế nhân và chia sẻ, không điều kiện bắt buộc phải không còn ngã chấp trong pháp sự của mình, trong việc làm của mình. Cho nên bao giờ cũng hiện hữu một bản ngã, một cái tôi, thì cái tôi đó là cội gốc để cho chúng ta không thể nào sanh được tâm tùy hỷ, vẫn còn ngã chấp. Trong khi tôi là gì? Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Vậy mà đụng đụng tới tôi là không có được đó nha. Đụng tới tôi là còn đỡ nha, còn đụng tới đồ của tôi kìa. Đó, cái đó là mới nguy hiểm. Rất là nguy hiểm, phải không mấy anh? Có cái câu chuyện cũng vui lắm. Tức là có một thầy tỳ kheo này bị tẩn xuất, tức là bị đuổi. Bị đuổi ra khỏi cái tu viện đó. Là tại vì thầy không có tuân thủ nguyên tắc cho bị đuổi ra, thầy buồn quá. Thì lúc bấy giờ cũng có một con quỷ, nó cũng bị đuổi, bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đuổi đi. Tại vì nó cũng không có chấp hành cái nội quy của cái chúng chúng ở cõi trời đó. Thì hai người gặp vậy hỏi qua hỏi lại mới biết là hai người bị đuổi. Thì con quỷ nó mới nói: được rồi, tôi sẽ giúp cho ông lấy lại những gì đã mất, phục hồi lại thanh danh. Ông cứ bước lên vai tôi đi, tôi cõng ông, tôi bay đi trong cái ngôi làng này, bay trên hư không, bay ngang cái chùa đó, lượn qua lượn lại 3 vòng, mà tôi ẩn thân đi cho nên người ta thấy, người ta biết ông là đang bay, người ta tưởng ông chứng quả, thì người ta sẽ cung kính, người ta cúng dường. Mà người ta cúng dường cho ông nhớ chia cho tôi trước. Thầy này gật đầu đồng ý liền, tại vì ông nói là từ lúc ông bị tận xuất thì Phật tử đó cũng khinh thường ông, cho nên là ông không có được cúng dường, ông đói ông khát đủ thứ. Thì một ngày kia con quỷ này nó đang cõng ông đi bay vòng vòng vậy, xin lỗi, khi bay đi đấy thì dân làng thấy vậy, người ta nói là ông này tu chứng quả, và người ta kéo tới chùa, người ta trách móc các vị sư trong chùa là đã đuổi lầm người. Ông này ông tu không chứng quả, ông bay vòng vòng được mà. Thế là người ta xúm tới, người ta ép ông thầy này, ông đưa ông thầy này đi về chùa lại, rồi người ta cúng dường tôn lên như là Phật sống, lợi dưỡng tăng lên. Bắt đầu ông cúng chia cho con quỷ này. Nó một bữa nào con quỷ nó đang cõng ổng ngao du sơn thủy, đang đi nửa trường chừng gặp lính của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức là cái gì mà tuần tra đó. Thì con quỷ này nó sợ quá, tại vì nó đang làm cái chuyện phi pháp, cho nên nó quản hồn, nó giục ổng, nó giục xuống chạy, giục xuống chạy, ổng gãy nát chân tay hết trơn.
gãy nát bé. Cái tới lúc đó bây giờ cái con quỷ nó chạy mất tiêu, thì người ta mới phát hiện ra ủa này đang bay tiện sao đứt thần thông rớt xuống. Thì quý vị thấy rõ ràng cái đó là cái tâm cầu lợi dưỡng, thì đó chính là cái sự hiện hữu của cái ta. Cho dù cái tâm mình thích nghe một lời nói hay, thích ngồi một cái chỗ mát mẻ thoải mái, đó vẫn là tâm có tồn tại của ngã chấp, thì cuộc đời của chúng ta khó mà tùy hỷ được. Nhiều khi mình ép mình để mình tùy hỷ, nhưng mà trong lòng mình cũng khó chịu. Chẳng qua là vì bộ mặt của mình khen cho nó vui, cho nó có bạn có bè, để có quan điểm, để thêm những cái tình cảm cho mọi người nhìn vào khách quan, ta thấy mình là đạo đức, chứ thực sự trong lòng mình vẫn khó chịu, vẫn bực bội. Tùy hỷ công đức là một pháp môn tu phải nói cực kỳ khó, nhưng đem lại hậu quả vô cùng. Thì năm hạnh nguyện đầu này thầy xin phép được trình bày ở đây, còn năm hạnh nguyện sau có lẽ quý vị sẽ tùy duyên học đạo. Chúc quý vị an lạc, xin tạm biệt.